Bạn đang xem Người đưa tin TV. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Ninh Bình thành lập thêm 3 tổ công tác làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch tại các tuyến giao thông và tổ chức sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của các chốt. Theo đó, lực lượng liên ngành tỉnh Ninh Bình vẫn được bố trí làm nhiệm vụ tại 6 chốt nhưng chia thành 9 tổ công tác kiểm tra độc lập thay vì 6 tổ công tác như trước kia. 3 tổ công tác tăng cường sẽ được bố trí tại 3 chốt gồm vị trí cầu Khuất, Gia Viễn, Dốc Xây, thành phố Tam Điệp và cầu Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Tại mỗi chốt sẽ được phân chia thành 2 tổ công tác. Tổ số 1 sẽ kiểm tra các phương tiện xe mô tô, ô tô con. Tổ số 2 kiểm tra xe tải, xe ô tô khách đi từ các tỉnh ngoài vào Ninh Bình và thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ. Các tổ sẽ tập trung kiểm tra dịch tễ, có xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại thời điểm đến Ninh Bình hoặc có giấy xét nghiệm real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng chống COVID-19 từ 21 ngày trở lên đối với tất cả người và phương tiện vào địa bàn tỉnh. Kiểm tra điều kiện vận tải hàng hóa, hành khách trên luồng xanh quốc gia, thực hiện các biện pháp bắt buộc kê khai y tế, cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà theo quy định của tỉnh. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.